Mến chào quý vị. Quý vị có biết là Như Phượng đang có mặt ở đâu không ạ? Quý vị hãy nhìn xem nhé. Sau lưng Như Phượng là biển, dưới chân là những trầm tích núi lửa, và xung quanh là những ruộng hành. Thoạt nhìn khung cảnh ở đây thì chắc là quý vị đang nghĩ là Lý Sơn đúng không ạ? Nhưng mà không phải là Lý Sơn đâu. Đây là một vùng đất được ví như là Lý Sơn thu nhỏ ở trên đất liền. Và một lát nữa thì Như Phượng sẽ tiết lộ với quý vị đó là đâu mà lại có một sản phẩm nông nghiệp sạch trong tiểu mục kết nối tiêu dùng sạch của chương trình Tiêu dùng Việt số thứ 3 ngày hôm nay. Chào mấy cô. Hồi sáng mấy cô đi làm từ mấy giờ mà giờ còn làm ở đây? Trời, 5 giờ sáng là dậy phải đi làm rồi hả? Cho con làm nữa nha. Ui gì à? Ta nhổ cũng dễ mà. Hành này nhìn đẹp quá cô, nhìn to chắc đẹp quá ha. Nói chung là củ hành của mình thể đó thì rất là vậy là ngọt, đó, thơm ngon, đó, chất lượng có. Hôm nay là nói về gửi vô Sài Gòn hay là đi đâu, người ta cũng thích là ăn cái cây hành, cái củ hành của mình hả? Rất là thơm, ngon, ngọt, vị ngọt, rất thơm, cái khi phi rồi là hành vẫn tráng, vẫn đẹp, vẫn ngon. Một năm thì mình có mấy vụ vậy anh cậu? Thường là nếu như mà thời tiết cũng như là nguồn nước ấy, mà một năm mà thì có thể là người dân họ sản xuất từ 3 đến 4 vụ. Một vụ thì thời gian như thời tiết này và có vụ này thì thời gian khoảng cỡ 55 ngàn là họ thu hoạch. Hành này thì bà con bón cho thương lái là khoảng từ 46 nghìn đến 50 nghìn một ký luôn như thế này. Giá như vậy thì ổn được không anh? Nói chung bình quân mà gió như thế này thì từ đầu vụ đến giờ thì gió hành ở Bình Hải tương đối là ổn định. Có thời điểm là vượt đến 60.000, 55 đến 60.000 trên ký. Và thời điểm thấp nhất là 35.000. Nhìn thì em thấy rất là đạt luôn á. Hành rất là chắc, rất là to và đẹp nữa. Thì không biết là thổ nhưỡng ở đây thì nó như thế nào mà mình có thể trồng được hành như thế này anh? Cái khí hậu ở đất trồng hành tím Bình Hải đây là khí hậu nó tương đối rất là tốt. Thứ nhất là nguồn cát này, cái thứ hai là nguồn nước, cái hơi nữa bo nữa là thời tiết, cho nên là cái hành của Bình Hở này trong những năm gần đây là nông dân Bình Hở là tập trung là trồng vào cái vụ là ăn tết sang là sẽ xuống giống đó, gọi là vụ đông xuân và hè thu á, cho nên là bà con tập trung vào trồng cái hành tưới nước, mà hành tưới nước là nó rất là đọt so với cái của hành có cái vụ khác. Dạ, thì hành của mình đã được công nhận là thương hiệu hành tím Bình Hải là từ khi nào ấy? Cuối năm 2018 á, thì Cục Sở hữu trí tuệ đã công nhận Bình Hải là được công nhận là hành tím, nhãn hiệu hành tím Bình Hải. Thì vào đầu năm 2019 thì Ủy ban xã Bình Hải đã tổ chức lễ công bố nhãn hiệu hành tím. Thì đến nay thì thực hiện theo cái chương trình mỗi xã một sản phẩm thì Bình Hải là đã đạt được một sản phẩm, đó là hành tím Bình Hải. Thì hiện nay thì đối với huyện cũng như tỉnh và đặc biệt là địa phương cũng đó đang tập trung tuyên truyền vận động bà con nhân dân bảo vệ về vấn đề nhãn hiệu hành tím Bình Hải. Cho nên là vừa rồi thì cũng đã tập trung xây dựng cái chương trình hành Việt Gốc hơn 10 hecta tại cánh đồng ngành yến này, thì cho nên hiện nay đã tuyên truyền và vận động bà con thực hiện theo cái chương trình hành Việt Gốc để góp phần là ổn định giá, cái hơn nữa là xuất ra thị trường, đảm bảo về cái vấn đề bà con tiêu dùng ở cái phần hành của Bình Hải. Bởi vì hành ở đây là họ xuất đi là thứ nhất là Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Sài Gòn, rồi kể cả là Vinh nữa. Cái này chứ mà gì họ sẽ ủ khoảng cả năm ngà họ mới cắt cho cái lá này nó vòn đi, nó xuống cái này nó xuống chọc nữa, cho nên cũng nó trồng lại. Cái vùng hành Việt Gốc của Bình Hở này là vừa đầu là quy mô là hơn 10 hecta, nhưng mà đến nay thì vừa đầu xuống giống thì khoảng cả 10 hecta, 15 hecta trong cái vùng này. Anh Cầu ơi, lúc nãy đi từ bên ngoài vào ấy, thì em thấy là
mình có rất là nhiều những cái thau nước như thế này đó. Thì không biết là để mình để làm gì vậy? Cái thau nước này là nhân dân là sáng kiến ra một cách là phải nói rằng rất là khoa học. Hiện nay cái thau nước này là họ để là ban đêm là họ thắp điện. Sau khi thắp điện ban đêm là con bướm, con rùa vòn nó ba trên không gian, sau đó nó thấy bằng điện là nó sẽ rớt xuống cái thau, và rớt xuống cái thau thì uống nước là cháy. Cho nên là những con bướm nó cháy thì nó nhằm hạn chế vấn đề sâu bệnh trên cánh đồng hành. Hiện nay thì nhân dân họ trồng hành thì cái quy trình họ mà thắp điện, tráng bán điện rồi dưới để thau nước là giảm thiểu con bướm và con các loại rùa vòn để mà nhằm hạn chế vấn đề mà đục thân cây hành, góp phần cho cái việc là giảm thiểu cái vấn đề là bơm thuốc trong cái cánh đồng hành. Thứ nhất á, là đảm bảo về vấn đề là an toàn sử dụng hành, và hơn nữa là hạn chế thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình sử dụng trồng hành. Hình như là ở mình đang sản xuất theo phương pháp là sinh học và là theo tiêu chuẩn Việt Gáp đúng không ạ? Thì tiêu chuẩn là tiêu chuẩn như thế nào? Cái mô hình trồng Việt Gáp, thứ nhất mô hình trồng Việt Gáp này là để tổ cho được cái vấn đề là hành sạch, hành xuất ra thị trường và cây cỏ có cái giá, gió cỏ thị trường nó vẫn cô lên. Cho nên vừa rồi cũng đã tập huấn cho bà con nhân dân là cách lồn mới. Cái thứ nhất là tha đổi một phần có. Cái thứ hai nữa là giảm thiểu cái vấn đề là phun thuốc bảo vệ thực vật. Cho nên là cái chương trình Việt Gáp vừa rồi á được sơ cấy chứ đánh giá là phải nói rằng là làm thử nghiệm là 500 mét vuông á là hiệu quả rất cao. Sau khi Như Phượng được tham quan những ruộng hành thì bây giờ đây Như Phượng cùng với anh Tùng là trưởng thôn Thanh Thủy đã đến tham quan một nơi mà những bà con của chúng ta sau khi thu hoạch hành về thì sẽ thực hiện công tác sơ chế trước khi mà thương lái đến thu mua. Sau khi bà con mình sơ chế xong thì đó là có thương lái đến mua, thu mua. Thì nói chung là từ cái ngày mà khi có đã nhãn hiệu mà được công nhận của hành tím của Bình Thạnh á, như đây thì trong năm nay có gió cả nó rất là đảm bảo từ 35 đến 50 ngàn. Có nhiều năm trước là nó có thể được mùa nhưng mà là mất giá, nó chưa có ổn định, nó chưa có gió cả nó chưa ổn định. Nhưng từ đến khi mà có nhãn hiệu đến nay thì có gió cả nó bắt đầu là ổn định. Thì có phương pháp bà con mình cũng mong muốn rằng sản xuất các hành này để nó sạch và để có ra thị trường trong nước và ngoài nước để tiêu thụ mà nó có những cái đứng vững trong cái thị trường. Quý vị thân mến, vậy là Như Phượng đã kết thúc một buổi trải nghiệm của mình cùng với người dân ở thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, hiểu hơn về công việc cũng như là tâm huyết người dân nơi đây khi đặt vào trong sản phẩm của mình. Hy vọng rằng khách tham quan du lịch đến đây thì chúng ta đừng quên mua về một ít hành để làm quà, cũng như là chúng ta có thêm một sản phẩm sạch tốt cho sức khỏe của gia đình mình nhé. Tiêu dùng Việt, một chương trình mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Chương trình là nhịp cầu nối khuyến khích người sản xuất có trách nhiệm với cộng đồng, hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ, xanh sạch, khuyến khích các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp ở các làng nghề truyền thống và có tính sáng tạo, kết nối người tiêu dùng biết đến và mua sắm các hàng hóa nông sản ở Quảng Ngãi. Tiêu dùng Việt tư vấn cho người tiêu dùng mua sắm hàng hóa sản xuất trong nước Made in Việt Nam, hợp với xu hướng tiêu dùng ở hiện tại. Tiêu dùng Việt, một kênh quảng bá giới thiệu hàng hóa sản xuất trong nước chất lượng và gần gũi nhất với người tiêu dùng. Chương trình sẽ được cập nhật trên website, trang Facebook và kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Như Phượng nhận được một thông tin là từ ngày 22 tháng 8 cho đến ngày 11 tháng 9 thì ở siêu thị Co.op Max có một chương trình ưu đãi khuyến mại rất là lớn.
mà không biết là mặt hàng nào ở đây đang được khuyến mãi. Ngày hôm nay thì Như Phượng rất là tò mò và đến đây để xem và tìm hiểu, giới thiệu với quý vị. Và chúng ta sẽ cùng theo chân Như Phượng để tìm hiểu xem nhé. Nào, xin mời quý vị. Ủa, ngày hôm nay mình có cái loại đường nào mà trông lạ quá chị ha? Em có biết tại sao cùng một khối lượng mà giá thành nó rẻ hơn không? Em cũng không rõ nữa, tại vì nghe nói là đang khuyến mãi mà. Chị ơi, em là phóng viên của bên Tiêu Dùng Việt á, thì chị cho em hỏi xíu về cái thông tin sản phẩm kia. Mà không, tốt nhất á là chị có biết anh quản lý ở đây là ai không? Chị giới thiệu cho em gặp anh xíu. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, em chào rồi, anh. Chào bạn. Anh ơi, em có một thắc mắc á, là từ lúc nãy mà em đi ở bên ngoài vào, em thấy có rất là nhiều cái sản phẩm mà để tên là Silex và để nhãn hiệu là Coach như thế này nè. Em thấy nó cũng đang hình như là đang khuyến mãi ưu đãi gì phải. Và cả chị khách hàng này mà anh giới thiệu cho em về cái này được không ạ? Cái nhãn Silex á, tức là một cái nhãn hàng của Coach Mắt. Đây là một cái nhãn hàng mà Coach Mắt hàng nhãn riêng chỉ có tại Coach Mắt thôi. Hiện nay thì không riêng gì cái dòng Select này, thì Coach Mắt đang có cái nhãn hàng Happy, rồi Select và một nhãn hàng cao cấp nữa là Fenet. Thì cái nhãn hàng Happy á, tức là cái dòng nó đang ở cái giá bình dân hơn, cái dòng bình dân. Còn Select này á, là sản phẩm những ở cái dòng trung bình, dành cho các đa phần lớn các khách hàng ở phân khúc trung bình. Còn cái dòng mà mang thương hiệu là Fenet, tức là những sản phẩm cao cấp. Và hiện nay không riêng gì cái bột ngọt mà chúng ta đang nhìn thấy đây, thì cái nhãn hàng Select này ở tất cả các cái nhóm hàng chúng ta đều, hiện nay chúng ta đều đi siêu thị chúng ta tìm thấy, ví dụ như các mặt hàng nước rửa chén hay là giấy vệ sinh cũng có mang cái thương hiệu Select này. Và đối với hàng nhãn riêng mà của Coach Mắt hiện nay thì ở hầu hết các cái nhóm hàng chúng ta đều có, quần áo, thời trang cũng có hàng nhãn riêng của Coach Mắt, rồi đồ dùng gia đình cũng có, rồi thực phẩm chúng ta đang đứng đây hay là những mặt hàng hóa phẩm, mỹ phẩm, dầu gội, chúng ta đều tìm thấy cái nhãn hàng của Select này. Việc mà đưa cái sản phẩm đến tay người tiêu dùng thì tiết kiệm khá nhiều cái chi phí trung gian, ví dụ như chi phí quảng cáo, rồi chi phí nhân viên, chi phí hệ thống phân phối, thì tiết kiệm rất rất nhiều cái khoản chi phí này. Nên cái giá thành của những mặt hàng mà mang thương hiệu Select, Happy hay Fenet thì so với các cái nhóm hàng cùng chủng loại thì hiện nay thì có cái giá thấp hơn từ 5-20%. Đặc biệt trong mỗi cái kỳ khuyến mãi hiện nay thì hầu như các nhóm hàng của thương hiệu Coach Mắt đều được khuyến mãi. Như chúng ta thấy hiện nay đối với cái nhóm hàng bột ngọt này, chúng ta cũng đang được giảm giá rất là nhiều, từ 25.300 đồng một gói 390 gram, thì hiện nay đang bán cái giá khuyến mãi này còn khoảng 21.500 thôi. Rất là nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Thế thì cùng một khối lượng như vậy nhưng mà giá nó lại rẻ hơn, thì em không biết là chất lượng sản phẩm của mình thì nó như thế nào? Đương nhiên là Coach Mắt cũng sẽ chọn những cái nhà sản xuất uy tín với cái sản phẩm mang cái thương hiệu. Ví dụ như chẳng hạn chúng ta ở đây nhìn cái gói bột ngọt này được sản xuất tại nhà máy Vedan, thì các sản phẩm Vedan cũng được bày bán đây, và tất cả các cái chất lượng của Coach Mắt thì có thể tương đương hoặc cao hơn cái chất lượng của nhà máy mà đang phục vụ cho khách hàng. Do cái theo nhu cầu đặt hàng của Coach Mắt để phục vụ cho cái khách hàng thì cái yếu tố chất lượng thì Coach Mắt luôn là cái ưu tiên lựa chọn hàng đầu để chúng ta phục vụ khách hàng về mặt sản phẩm. Dạ, vậy là bây giờ người tiêu dùng của mình lại có thêm một cái sự lựa chọn nữa, chất lượng cũng đảm bảo nhưng mà giá lại rẻ hơn. Nhân đây thì Coach Mắt cũng rất là trân trọng và cảm ơn khách hàng, đặc biệt là khách hàng ở địa phương Quảng Ngãi chúng ta. Chúng ta cũng là người để quyết định cho cái sự phát triển của sản phẩm hàng Việt. Mong là bà con chúng ta tin dùng và ủng hộ hàng Việt thôi. Dạ, dạ. Em cảm ơn anh ngày hôm nay đã dành một ít thời gian để mà dẫn em đi tham quan một vòng siêu thị và giới thiệu những sản phẩm và những cái thông tin bổ ích này cho em với quý vị khán giả cùng biết tới ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn. Cảm ơn. Quý vị thân mến, đến đây thì xin được kết thúc chương trình Tiêu Dùng Việt số thứ 3. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20:30 thứ 6 ngày 13 tháng 9 với chương trình Tiêu Dùng Việt số thứ 4.